Chào anh em ha, thì hôm nay là thứ bảy ngày 27 tháng 9 thì em cũng về được mới Sơn Ca nè. Đó, Sơn Ca chờ màu núi với lại ít cặp hoa mai nha anh em. Đó, thì giờ em sẽ bắt đầu ra cho anh em coi ha, bắt đầu ra Sơn Ca. Đó, rồi ok nha anh em. Rồi ok anh em mới vừa ra chim xong nè. Thì đó, em về đợt này được 12 con sơn ca anh em. Nó hèn đã ăn cám nha anh em. Em bao trống cho anh em 100% nha. Đó, anh em nhìn nè, chim rất là đẹp nha. Sơn ca vùng miền Trung nha anh em. Đó, sơn ca vùng miền Trung nha. Đó, anh nhìn nè, đó. Đây nhìn nó cao nè. Đó, lô này thì nó ăn cám chưa có cứng bằng cái lô trước nha anh em, nhưng mà đã ăn cám rồi nha. Đó nè, thấy không, nó bốc cám nó ăn nha. Đó, đã ăn cám nha nè. Tuy là nó ăn cám chưa có cứng, nhưng mà người ta cũng đã tập rất là lâu rồi nè, mối cũng tập lâu rồi. Thì anh em chịu khó về mình tập thêm một xíu nữa nha. Tại hàng này thì nó chưa có cứng mấy, nhưng mà nói chung là nó ăn cám rồi. Đó, em nói vậy anh em ha. Đây, anh em nhìn nè, chim rất là đẹp nha. Đó, thì mối em đã nói là ở miền Trung anh em, còn vùng nào thì em cũng không có rõ, em cũng không hỏi rõ làm gì anh em. Đó, thì chỉ biết là chim miền Trung thôi nha anh em. Thì sơn ca thì anh em biết rồi ha, nó là những con có giọng hót hay nhất, gọi là hay nhất, luôn luôn đứng trong top đầu nha anh em. Và nếu mà những anh em đã chơi chim lâu thì phải biết ha, sơn ca lúc nào cũng vậy, nằm trong top những con chim có giọng hót rất là hay. Đó, em chỉ mới về được mười mấy con thôi anh em, tại vì cái này em tập cám rất là lâu anh em, mấy con sơn ca bổ này tập cám lâu lắm anh em. Đó, thật ra em về lần số lượng nào mà có nó tập cám rồi, đang cám rồi thì mới lấy chứ không lấy chưa ăn cám nha. Đó, mấy anh em về mấy anh em nuôi thì nó sẽ thoải mái hơn anh em ha. Đó, thì đợt này được chỉ có 12 con thôi anh em, thì anh em mình qua mình bắt ha, mình thích con nào mình nhắn cho em ha. Hèn bổ nha nè, có mấy con cũng tơ lắm nè. Và đợt này em rút kinh nghiệm đợt trước anh em không có để vô chung nhiều quá, với lại em không có em cột cánh lại nè, để cho con chim nó nhảy nó bớt có tông đồng với nó không có chảy máu gì nè, nó không có đạp nhau mấy anh, tại vì cái tập tính tụi này nó nhảy lên nó nhảy xuống nó đạp vô đầu nha, là thường là chết hết anh em. Em qua đây em bị chết mấy con này nó, thành ra em để một lòng ít hơn, để 4-5 con, để 4 con thôi nè. Đó, anh để 4 con thôi đó anh em, thấy không, nó rất là tỉnh, nó đỡ con chim, nó đỡ nhảy rất là nhiều nha anh em. Thì sơn ca này thuần cũng tương đối là lâu, sơn ca mỗi này thuần tương đối rất là lâu anh em. Anh em nuôi nó một khi, nhưng mà một khi nó hót rồi thì nó sẽ cảm thấy rất là sướng nha, đảm bảo bên em luôn. Cái gì cũng phải có cái khó của nó anh em, chơi chim là lúc nào cũng vậy anh em ha, cái gì mà dễ quá thì nó không có đã anh em ha. Đó, anh em thấy cũng vui không, con đi qua đi lại nó cao rồi anh em, rất là đẹp nha anh em. Rồi ok anh em, hàng này em bao trống cho anh em 100% nha, bao trống 100%. Đó, khỏi có lò máy mấy chuyện anh em, bao trống cho anh em 100%. Rồi ok nha anh em. Rồi ok, mấy anh nào chốt con nào thì nhắn cho em, chỉ có 12 con thôi nè, chỉ có 12 con thôi nha. Đó, còn hai con này thì em giữ lại em nuôi luôn nè. Hai con này thì em thấy nó lên cậu nó đứng nó hót luôn nè, con hót con đi chuyện ra em giữ lại em nuôi luôn, thử coi nó sẽ lâu như thế nào nè, lâu cỡ nào nè. Em sẽ gán theo hai con này. Nó thì một ngày đẹp trời nào mà nó hót thì em sẽ quay cho anh em coi ha. Em sẽ quay cho anh em coi cái giọng hót của Sơn Ca nó hay như thế nào anh em ha. Nó thì em sẽ quyết tâm giữ lại hai con này để nuôi cho tới nó hót mới bán nha anh em. Đó, ok nha anh em. Rồi, ok anh em, thì đợt này em cũng về được một ít hoa mai anh em. Đó, hoa mai trống không nha anh em. Đó, hoa mai trống không à, không có máy anh em. Có 10 con thôi. Hoa mai này thì cái giọng hót nó cũng tựa như con yến anh em, nhưng mà nó không có bằng nha, giọng hót nó không thể nào mà hay bằng con yến được anh em. Nhưng mà hồi trước nếu mà anh em có theo dõi clip của em thì sẽ thấy em bán một con hoa mai nó hót rất là hay, giọng hót của nó hay cực
kỳ luôn anh em. Đó thì con nói em bán cho anh một anh nghệ sĩ. Đó thì kia nói là em bán cho một anh nghệ sĩ quen qua anh em mua chim hoài nha anh em. Đó thì cái dòng này nó rất là dễ chơi anh em. Đó anh em thấy không, và rất là đẹp luôn. Rồi một con em bán cho anh em là 120 nha, một con là 120, một con 120 nha anh em. Anh em bắt hai con em tính cho anh em là 200 luôn, một cặp 200 anh em, chỉ cho gọi ghê dễ anh em, một cặp 200 nha. Nó chỉ có năm cặp thôi anh em, trống hết nha anh em, không có máy nha anh em, trống không nha, không có máy, em nói luôn ha, trống không, không có máy. Đó anh em thôi, chim nó mới về nha anh, nó rất là khỏe nha, rất là đẹp luôn nè. Em zoom lại cho anh coi, đỏ tươi luôn nha anh em, nó rất là đỏ nha. Đó, mấy con này chơi đẹp cực kỳ luôn anh em, chim đỏ rực luôn, nhìn vô là thấy may mắn rồi anh em ha. Rồi ok anh em, nó thì mấy con gà nè, hai gà, hai cặp gà. Đó anh em nào chơi gà thì qua bắt ha. Rồi ok anh em, hiểu bên đây em về được một chồng màu núi anh em. Đó em về được mười mấy con chồng màu núi nè anh em, mấy con này nhìn cũng rất là đã anh em ha, rất là lạ mắt ha, chồng chim AV anh em. Anh em chơi AV hoặc là anh em nuôi riêng nghe hót cũng vẫn được bình thường nha anh em. Đó giọng này thì có người nói giọng hót hay hơn giọng chồng màu, có người nói không bằng chồng màu, thì mỗi người một cảm nhận nha anh em. Đó đây thì em không nói ha, giọng hót thì đối với em là giọng hót nó cũng rất là ok nha anh em, chơi AV là cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Rồi một con để cho anh em 150 nha anh em, một con là 150 nha. Đó chỉ có mười mấy con thôi anh em, 150 nha anh em, một con là 150, bắt càng nhiều giá càng ưu đãi nha anh em. Đó chỉ có 13 con thôi anh em, mấy anh về mấy anh thả về chơi AV là hết bài nha, đặc biệt là mấy cái AV lớn lớn đó mấy anh, thả đủ loại vô nhìn mấy này cũng hay lắm mấy anh. Đó chỉ có 13 con thôi, nên nhìn con này cái mồng nó đẹp cực kỳ nè. Đó anh em thấy không, mặt rất là đẹp nha. Rồi ok anh em, thì ở bên đây em còn ít ngũ sắc anh em, ngũ sắc chuồng Đà Lạt nha. Đó máy thì còn ba con máy anh em. Đó còn mấy mẹ đây thôi, ngũ sắc nha anh em, giọng hót rất là hay nha. Đó ăn cám chuối sâu dế cái gì cũng ăn hết, rất là dễ nuôi luôn anh em ha. Đó thì em còn đây có mười mấy con thôi. Rồi một cặp 350 nha anh em, một cặp 350 nha. Nó này ăn cám cứng rồi nha anh em, này là chim ăn cám rồi hết nha. Đó anh em nào chốt hay nhắn cho em ha. Rồi ngủ sắc nha anh em. Rồi ok tất cả anh em. Rồi ở đây thì em còn một ít chè than anh em, chè than còn mấy con thôi anh em. Rồi ở đây em còn chắc tầm không tới 10 con luôn anh em. Đó thì hàng này rất là đẹp anh em ha, 250 một con nha, 250 một con, chè than vùng đất nông nha anh em. Đó mấy con cục đuôi phía bên đây là ăn cám rồi nha anh. Đó mấy con bên đây là ăn cám rồi nha, có con truyền nha anh em. Đó truyền nha. Rồi ok anh em nha, ai bắt thì nhắn cho em nha. Còn sâu đồ đỏ thì em hiện tại là em cháy hàng rồi anh em ơi, hết hàng luôn rồi, không còn con nào luôn nha anh em. Đó đây chỉ còn mấy con chim chim mái hoặc là chim nuôi hót đấu rồi thôi anh em. Đó hiện tại là em đang hết hàng sâu đỏ, sâu đỏ chắc phải tầm 3-4 bữa nữa em mới về nha anh em. Đó anh em thấy không, đó chia là phải thuần được cái này nha anh em. Đó đút tay gì nha. Đó anh em thuần sâu đỏ là rất là dễ thôi nha anh em, mấy anh cứ để cám tập cám cho nó rồi, hoặc là anh em chưa tập cám cũng được, cứ để cho nó đói anh em lấy sâu anh em tập cho nó ăn gì đó, là chim mấy bữa lại dạng khì nha anh em, rất là dạng nha. Đó anh em thấy không, rất là dạng nha, nhầm con em sợ nó được luôn nha anh em. Đó rất là dễ ha. Rồi ok nha anh em, đó con này thì giao cho người ta rồi anh em. Đó bên đây thì còn con này anh em, đó đây nữa nè, ốc mít này nè, con này em cũng mới nuôi chơi chơi anh em, bắt về nuôi chơi chơi thôi. Ta nói cái dòng này nuôi khó ăn cám lắm anh em, đúng là em công nhận nó khó ăn cám anh em, em tập cám ba con chết hết ba con, giờ mới bắt con này ra tập cám mới sống được đó anh em. Đó quyết tâm nuôi lên chơi một con luôn nè. Đó rồi ok nha mấy anh. Nè mấy em nhìn mấy anh chuyện của em nè anh em, việc xanh của em giữ lại chơi nè anh em, tập giọng AK rồi cho có cho anh em chơi chứ. Đó anh em không, rất là dạng nha. Đó rồi ok tất cả anh em ha, thì clip hôm nay của em có nhiêu đây hàng thôi anh em, thì anh em nào mình chốt cái nào nhắn cho em ha. Đó rồi ok tất cả anh em, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip của em ha.
Thì chúc anh em có một ngày thứ bảy tràn đầy sức khỏe ha. Rồi, cảm ơn tất cả anh em ạ.